cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and tell more and make you mine. Now it's 4 in the morning, sun's setting. 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Ở Đà Lạt của nhóm tụi mình. Và hôm nay mình quyết định dậy sớm để đi đón anh em mặt trời. Đón chứ mới có 6 giờ mấy à. Chạy ra đồi xuân miền ánh chụp hình nha mọi người. Rất là đẹp, rất là đẹp này nè. Để lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn từ Hồ Xuân Hương mình chạy đi nha. Quay đến hát. Trời lạnh nha mọi người. Thích quá à. Thích hưởng thụ cái không khí này. Tới đồi Xuân Mường Ánh nha mọi người. Đang khá là đẹp luôn. Chỉ lên bằng đường đi. Đây có đường lên nè. Không, đây có đường lên nè. Lên đồi có 3 con ngựa nha. 3 con ngựa được thả liền cỏ. Đang cỏ. Đừng giết tôi nha bà. Bà ngựa. Đi qua đây nè. Sáng chân đây nè. Giờ nhóm mình đi cà phê Win nha mọi người. Win. À, cà phê Win. Mấy nay tưởng gọi là cà phê Win luôn. Em như dòng nước trong veo, xóa hết ưu phiền băng qua ngọn núi vòng veo. Bạn đồng hành chỉ cần có em, bạn huyền cùng anh kể chuyện. Sau khi đi quán cà phê Nguyên xong thì sẽ đi ăn bánh nước làm gà Long Chuyên nha mọi người. Vô thôi. Nghe tao đâu. Rồi, hấp dẫn quá. Bánh ướt lòng gà Long Chuyên nha mọi người. Kêu thêm tí sữa. Nành bò. Ok. Ngon không? Rồi. Cái nước mắm vừa ăn lắm. Ngon. Mình ngon nhất rồi, tiếng lầm. Tiếng nhà non chứ. Rồi, giờ mình đi quán gì vậy? À, giờ tụi mình đi Hồ Đèn Lập nha. Người ta đi ra kìa. Cũng học được vài cách yêu thương ai làm sao.
Dạ hỏi xuống kìa. Ở hồ Tiền Lâm nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Nè phía sau mình à, một cái hồ mênh mông luôn. Còn bên đây nè, đây đó, nước đang chảy xuống một cái đập, đẹp hơn mừng ha. Rồi sau khi đi Hồ Tiền Lâm về thì nhóm mình sẽ đi ăn kem bơ chạm nha mọi người. Kem bơ chạm này sẽ nằm kế bên tiệm cà phê Tùng luôn. Ngon ha, đang thử coi có ngon như là TikToker review không nha. Kem bơ, kem làm từ bơ luôn á. Ở đây là có bơ xay rồi, cái cục kem làm bằng bơ luôn để tránh cục kem. Vị bơ lắm. Ô long bơ Phú Sơn. Ở trên là một lớp kem muối mặn. Ở dưới chắc là chả sao hết. Nhà thờ Don Mosco phía sau. Khi đi nhà thờ Don Mosco xong thì sẽ đi đi đâu vậy? Đi gì ta? Sáng lên đi cố gắng nha mọi người. Chuột chóc nè. Wow. Bên mông luôn. À cái chỗ này là phải cầm ngồi ra chừng đó. Móc cái dây vô. Rồi quay chưa. U. U. Ông hài dốc hơn. Lát nữa. Bà nói xe hơi gì của bà không đi được á hả? Lên không nổi. Mới đổ bộ xuống con dốc đó đó. Khủng khiếp luôn á, tưởng đâu hư cái xe luôn. Đây là quán Chuyện Của Nắng nha mọi người. Đó, uống đến Chuyện Của Nắng mọi người phải vượt qua con dốc đó đó. Lát mình sẽ trải nghiệm gì? Nhìn hấp dẫn quá. Wow.
chiều ở đây hiện tại thì đang ngồi ở trong phòng máy lạnh mình ở trong phòng kính, nhưng mà đợi bớt nắng là tụi mình sẽ chuyển ra đây ngồi. Ở đây nó có một chiếc hồ nữa nè, đó đẹp không? Có một chiếc xe Charlie đầy hoa. Hôm nay mình uống là trà vải nha mọi người. Chất lượng nước thì cũng bình thường thôi. Vé vào cổng là 110.000 một người, kèm bao gồm cả nước nha. Nước thì chất lượng thì chỉ là siro thôi. Giang bánh bánh chiên nướng thuận giới thiệu. Họ giới thiệu ra nha, ai cũng biết. Nóng quá. Nóng gì nóng gì. Dẫn nè. Cái này có chi. Trời ơi, mà đẹp đó. Không, anh đừng có cầm lên, người ta chỉ để cho ta cắt thôi à. Ừ. Ngon nha, xứng đáng chờ đợi luôn á. Thì cho đúng nha. Đây. Không có xài phô mai đậu bò mà xài phô mai moza luôn nha. Anh cũng ăn nước. Nay là thứ bảy của tuần, đông quá trời. Hôm qua mấy cái quán này đâu có đông đâu. Hôm nay đông rồi, đông. Đông mà vui. Mình đi bộ ra chợ nha. Sau khi ăn bánh tráng bà điên. Bánh tráng bà điên ngon lắm nha, trời ơi. Đáng công sức đứng chờ đợi với lại mà ăn trong sự im lặng nha. Này, Đà Lạt về đêm. Khu Hòa Bình nha, khu chợ Đà Lạt nha mọi người. Hôm nay có gì đó kia kìa, đông quá kìa. Đây hả? Ai, ai, ai. Ai, mấy miếng ngồi gì đó luôn kìa. Chúng ta mini. Em bị bầm mắt rồi. Em bị đau mắt rồi. Đi mua hồng trà. Hồng trà Hòa Bình nha. Em ăn 1 ly thôi. 1 ly thôi, 1 ly thôi. Tôi muốn ăn bánh canale. Sao mấy người ăn hôn vậy? Sao mấy người ăn bánh canale vậy? Hả, ba con người kia. Là cuối tuần luôn á, đông vui quá à. Tối là phải đi ra chợ Đà Lạt nha, đi bộ thì mà mới vui, đừng đi xe. Cái là hôm nay cuối tuần người ta cũng chặn xe hết rồi, chặn mấy cái ngõ này luôn nè, để cho đi bộ hết. Vui quá. Nha đi. Xe đâu cái nào đâu ơi. Gì vậy bé Lành? Em không mang gì vậy em? Chờ tôi uống nha. Ơi. Nè ba chị em mắm đó. Sao đi? Wow. Uống gì vậy? Thơm á. Ê. Uống cái này hồng trà bình thường thôi hả? Trong nhỏ uống kìa. Cái hồng trà bình thường hả? Ừ, nó có khoan. Cái làm mấy cái. Có lấy không? Chưa vô con hình đi, giờ tao vô đúp nước ốc nữa coi. Cô
cái dốc cầu thang cho Đà Lạt nha mọi người, đông quá trời luôn. Đi mua dâu lắc của anh Huy nha. Đây. Cái anh tên giống tôi vậy. Đây, dâu lắc. Lê một ly dâu lắc. To hay nhỏ? Nhỏ hả anh? Có người anh à? Ly nhỏ nha bé. Đây. Lần nào ra là lại cũng mua của ông anh nè. Đúng chị Búm biết kìa. Chị Búm ăn cục vui, Thận ăn cục cho vui. Ủa sao vậy? Trộn muối tôm với đường à. Thơm. Thơm quá. Quá trời đồ luôn. Đi vô đây là thế nào cũng mua à. Mọi đứa nè. Đó, ê hề đi. Cũng phải mua ê hề. Đó, hai bao, em đi. Em đi hai bao. Tốn kém. Thank you. Mày cũng thấy ăn bánh canh đêm thôi. Thôi hôm bữa đầu tiên tới thì bánh canh nghỉ mất tiêu. Hôm nay mới bán lại nè. Giờ ra ăn bánh canh. Bánh canh đâu? Bánh canh đây nè. Bánh canh nuôi nè bé, phải không? Đây nè bé, phải không? Nhìn hấp dẫn chưa? Một con nuôi, nuôi chả cá gà xé. Bánh canh chả cá gà xé. Chiều giờ ăn nhiều thứ rồi nên là kêu hai tô mà ba đứa ăn. Tô bánh canh ăn máu lòng người. Hai mươi lăm k cũng được rồi mọi người. Ăn cho vui ha.